Xin kính chào toàn thể các bác ạ. Tiếp tục về thêm 3 chiếc đẩy ProSol đấy nhá. ProSol 4502. Model của nó là 4502. Máy rất chất lượng luôn. Em vừa về hàng thì bây giờ là đang dỡ ra kiểm tra vệ sinh. Đấy. Có mấy bác khách rồi. Bác khách lấy nhanh lắm. Hôm nay thì hiện tại nhà là bây giờ em còn có 3 chiếc nhá. Vừa về cái 3 chiếc. Các bác chốt đơn nhanh quá sợ mất hàng hay sao ấy. Như vậy là còn trống, còn dư nhé, còn dư đúng một chiếc cuối cùng. Bác nào còn đấy thì báo cho em tiếng. 5 con thì 4 bác khách chốt đơn rồi. Còn lại một chiếc cuối cùng, nếu không bác nào chốt thì em giao thợ. Công nhận nhanh thật. Đây mấy cái hàng chất mà giá rẻ này nhiều các bác cũng thích thế. Đây về thì em chưa vệ sinh nhá, vừa mới mở ra này, bên trong này. Con này là bản đời sau này. Đấy, diode của nó hơi nỏng nẻo cái này em phải xử lý lại. Diode vặn lại xoay được rồi. Con này thì biến áp nó lớn hơn các con kia. Nhìn trông có vẻ lớn hơn thôi nhưng mà thật ra nó cũng như nhau. Đấy. Điện áp cấp ra thì như nhau. Đấy. Tụ nguồn đây, 63 10.000 V. Con này thì nó có sử dụng cầu chì, còn đời này thì lại không chơi cầu chì. Đấy, thấy chưa? Đời này nó chơi ghim luôn. Vừa ghim vừa là cầu chì. Nhưng con này nó chơi hẳn cầu chì luôn. Đấy. Máy con này là máy đời sau nhá, thì là nó dùng diode nó bắn lên trên đây. Đời đầu thì là nó sẽ bắn diode trực tiếp vào khung máy. Bác khách có một bác khách đặc biệt, hôm đầu bác đấy của em cái con Bixer mà nó hơi bị lỗi thì chuyến này em sẽ gửi cho bác khách là con đẩy này nhá. Đấy, 4502, con này thì máy rất là chất, ưu tiên luôn. Nhìn trông nó xịn hơn các con kia chút xíu thì ưu tiên nhá. Đấy. Nói chung là hàng này về theo nô, nô nào mà ngon thì nó sẽ như này, mà nô nào nó không ngon thì nó... Đây thì em cũng báo luôn nhá, sắp tới thì về được mấy cái nô nó chất mà giá rẻ hơn. À, có nô giá nó rất rẻ nhưng mà yêu cầu của em là máy nó phải chất đã. Chứ còn máy mà vỡ va vẫn rẻ đồng nát cũng không mua. Có những con đẩy bên chủ hàng người ta báo là có 600-700 nghìn một con. Máy 12 sò, 600-700 nghìn một con. Em sợ luôn, nhìn cái máy của nó thì trông thảm hại lắm các bác ạ. Đấy. Quan trọng là cái chất lượng của linh kiện. Sử dụng sò san ken thì không chê được. Sò và máy móc tất cả các cái như nhau nhé. Con này đời sau thì là sử dụng biến áp nguồn cũng như thế, quấn cái giấy bọc của nó khác màu thôi. Diode thì không chơi bắn vào khung máy nữa, sẽ bắn luôn vào khung nhôm tản nhiệt này. Đấy. Về vẫn còn nguyên bụi đây nhá. Nên là các bác nào đặt máy thì cứ yên tâm, bên em sẽ bán và bảo hành cho các bác một cái chất lượng cao cấp nhất và cam kết với các bác là giá gần như là rẻ nhất nhỉ, với mức giá khá là xuân yêu thương hiện tại là 3,2 triệu nhé. Còn nào 2,9 triệu hết rồi, bây giờ tất cả là 3,2 triệu. Bác nào đấy thì alo trực tiếp cho em, bán nhanh thật, nhanh đến hết ngày. Hiện tại là hai con đấy kia em đang gửi cho các bác, một bác trên thành phố Lào Cai và một bác ở, nếu như không nhầm thì ở trong Quảng Xương Thanh Hóa này vậy. Đấy. Các bác nào nhận hàng không, các bác để lại ý kiến cái. Bên em bán hàng thì quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm. Giá là một phần nhưng chất lượng của sản phẩm nó phải đạt thì mới bán được. Chứ bán theo kiểu nào nháo thì không ăn được đâu, không bền đâu. Bên em bán hàng nói luôn đấy. Đấy, máy rất là chất nha. Đấy. 12 sò. À 16 sò, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sò một kênh, hai kênh là 16 sò. Máy khá là chất, sò san ken. Đây. 1494. Và C3858. Đấy. Ok, giới thiệu đến đây thôi nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip review những siêu phẩm, những sản phẩm rất là chất lượng. À, tiếp tục là về những cái hàng chất lượng nữa, nhưng mà thôi, cứ từ từ thôi. Về hàng trong đêm quay và đăng luôn để các bác hoàn toàn yên tâm. Bên em không phải là thần điêu đại hiệp, bên em bán hàng báo hàng là có số lượng. Về 3 chiếc hôm nay về tiếp 2 chiếc nữa. Đấy. Tổng cộng là có 5 chiếc thì đây, tất cả về đây. Đấy. Em sẽ quay cho bác xem cái Serino của nó nha.
2005 0240. Đấy. 2005 0204. Đấy, con này cũng 0204 này. Đâu phải. Con này là 0240 này. Con này là 0204 này. Đấy. Đọc nhầm cái nó vỡ mồm ngay. Con này thì series nó lại nằm bên này. 2003 4043. Đấy, series của nó nhá. Đấy. Cái này vào cửa hàng nào vui tính người ta nói là bãi Mỹ này, các bác tin sái cổ này. Bên em thì bán hàng nó không điêu đâu. Con này thì dùng quần của 5B này. Cái này thì bay tem này. Đấy. Con này thì ADDA. Đấy, quạt ADDA. Tức là những cái con máy đời sau ấy thì mấy con máy kiểu máy đời đầu và đời sau ấy thì nó sử dụng cái quạt NMB này, thì các bác yên tâm tuyệt đối. Quạt NMB nhá, quạt cao cấp. Còn quạt ADDA này cũng bình thường thôi. Nhìn nó lạ thôi chứ còn có gì đâu. Đấy, Serino của nó đây. À đây là mã định danh của nó, gần như là số giá tiền của sản phẩm. 10121. Ở đây cũng thế, 10121. Con này cũng vậy, 10121. Đấy. Cái Serino của nó mà nó khác nhau là các bác hoàn toàn yên tâm. Nô sau về là ví dụ có con đại nào mà về có Serino của nó thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Để các bác yên tâm chứ không là các bác này bảo vẫn con đẩy cũ. Quay đi qua lại mỗi một con đẩy quay đi qua lại. Nhiều các bác vui tính thế. Các bác này còn chỉ đường cho em thì em học tập nữa thì em chịu rồi. Đấy nha. Máy khá là chất lượng. Proso PROSO này, kiểu này. Ok, video giới thiệu đến đây là kết thúc nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Những cái máy khá là chất lượng này thì em nghĩ các bác nên chơi gia đình được. Mà các bác nhét vào trong phòng hát karaoke kinh doanh cũng được. Máy nó chất, tiếng nó hay lắm. Nhưng con này nó chỉ đánh các loại loa 30-40 thôi. Đánh loa to quá thì khó. Con này chuyên dùng để chơi gia đình nhá, tiếng rất là hay. Xò xịn, máy xịn. Đấy. Các bác cứ yên tâm này, bên em bán hàng nói luôn. Xò san ken này, công suất đã lớn này còn máy xịn nữa. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.